biết lắm mà. Mấy bữa nay cứ ngày vào giờ này là tụi nó rủ nhau đi mất tiêu hết trơn. Chống bán với mình hả? Dám chống với mình hả? Không thèm nói chuyện với đứa nào hết. Để coi coi xử sự làm sao. Từng lễ nữa tới sinh nhật mình, dạo qua dạo lại coi tụi nó có làm quen với mình để nó tổ chức sinh nhật cho mình không. Dứt phát không đứa nào nói chuyện. Bởi vì đời ai cũng có những tâm sự buồn. Chuyện cho tao mắc nói không à. Tính làm quen đâu có dễ vậy. Dì ba. Dì ba. Ba bố vậy. Ủa không nhớ gì sao tự nhiên giận ra vậy? Từ sau cái ngày đó, tôi với mấy người đã rạch đường đất chia đôi cương thổ rồi. Bây giờ mấy người lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, tự nhận show ha, tự sắp tiết mục, tự dẫn nhau đi hát. Bầu gánh này đâu có giá trị gì đâu mà nhớ nhung cái gì ở đây. Dì ba nói như vậy thiệt là oan ức cho tụi con. Mày đừng có vô dây được không? Dì ba nhìn kia. Trời. Bé ba bèo. Tào lao. Dạ thưa dì ba, hôm nay con gửi tấm thiệp này để mời dì ba giờ này tuần sau đến ăn sinh nhật của dì ba. Tuần sau mới sinh nhật mà giờ đây làm gì đây? Tập trước để coi là cho dì ba duyệt coi coi có được hay không. Tụi con mới làm. Sinh nhật mà cũng có phúc khảo nữa hả? Dạ có chứ. Có luôn hả? Dạ. Mày đặc quá. Cười hết giận hả dì ba? Cười ơi. Bây giờ sao đó chứ sinh nhật là làm quề đúng không? Đúng rồi. Mấy đứa làm quề dì ba trước ha. Giờ là coi như mình xí xóa hết chuyện cũ ha. Dạ. Cái vụ mà một cây năm chỉ gì đó mình coi như dĩ vãng đi ha. Hả? Có phải nhắc lại. Dạ. Bây giờ coi như dì ba chấp nhận cái phúc khảo sinh nhật này. Dạ. Ha, rồi dạ. Là coi như nhận tấm lòng của tụi con. Dạ, để mở đầu chương trình văn nghệ cho buổi tiệc birthday hôm nay, con xin gửi tặng dì ba một bài hát bà thở sanh tiền dì ba rất là yêu mến. Lòng con thở như giọt sương hạt bụi, sông mồ tự như ngọn núi thái có cha có mẹ tùy ơn, không cha không mẹ như trời đất mưa. Rau bước qua mấy nhịp cầu tre trở về nơi mái lá thì con mới hay tin mẹ đã. Mày mới vậy không à? Bữa nay tao mới sinh ra đời chứ sao qua đời được. Cái sinh nhật của dì ba phải tôn thờ dì ba như là một vị thánh vậy biết chưa. Phải coi dì ba như là nữ hoàng vậy đó. Nữ hoàng? Trường. Dạ. Đưa nữ hoàng lên ngay. Đưa nữ hoàng lên ngay. Thưởng thức văn nghệ. Dạ kính thưa dì ba, nhân ngày sinh nhật của dì ba, chúng con xin gửi đến cho dì ba một lớp ca cảnh trong tuần Đứa Con Báo Hiếu. Thầy có ý nghĩa. Hát đi con kích động. Bắt đầu biểu diễn. Hay quá chị ba ơi. Nơi quê nhà hiền mẫu đợi cho mau trúc mã phản hồi gia nội. Trúc mã. Trúc mã. Trúc mã kìa. Kia phía xa xa thấy bóng Bạch Kỳ, con trở lại sao mẹ đà khuất bóng. Mẹ ơi đây là ba nén trời.
trăm mình thân phục vị hướng linh tả là này mà hát như vậy là thiếu người. Ủa thiếu gì vậy ba? Tụi con chạy ra đầu ngõ kêu 8 thằng nữa vô đây đi. Gì? Gì vậy? Đặng bay hát xong cái bay Hạ Nguyệt tao luôn. Ê, Hạ Nguyệt nữa tao phải hát phá hoàng à nha. Cái gì? Phá hoàng à? Có luôn. Mình có bị lố không dạ? Lố cái gì đâu, mình giỡn với bà tánh ba giỡn chút xíu hết rồi, đừng có lo nữa. Vô coi bác đi. Coi. Bà ơi. Thôi, giỡn gì vậy? Thôi dậy đi. Nghe nè. Sao? Hết giỡn chưa? Vui thôi, cháu mình có gì bỏ hết luôn ha. Dạ vui. Vui quá trời vui luôn. Con nhận gì ba bây giờ mới hiểu. Mấy đứa tụi con thương gì ba vậy? Tụi bay hay, tụi bay Hạ Nguyệt bà bả bèo luôn, giống như là bay Hạ Nguyệt cái gánh hát này luôn ha. Công nhận là mấy đứa thương cái gánh hát thương dì ba nữa, dì ba cũng thương mấy đứa lắm, nhưng mà tình cảm nó nhiều quá, nó đầy quá vậy. Cái gì ba không biết nói làm sao với tụi con nữa. Cái gì ba chợt gì ba suy nghĩ ra một chuyện, thì ba quyết định một chuyện luôn là rã gánh gì ba. Hai là bò đi em. Ta làm lại từ đâu. Hai là bò đi em. Ta chẳng nợ gì nhau. Cho quên đi đến đâu, quên bận tâm ngày sau. Vì một đòn như thế có đáng hay không? Tao đi cho tụi bay vừa lòng. Tụi bay muốn vậy mà đúng không? Bây giờ vĩnh biệt, dì ba đi cho tụi con vừa lòng. Vậy thôi. Ê dì ba. Ủa mình là bầu gánh mà ta. Gánh ba bèo này là gánh của mình. Ủa gánh của tao mà. Tại sao tụi bay làm cái chuyện vậy là tao phải là người ra đi? Ủa đâu có cái chuyện đó, lãng vậy tự mình đuổi mình ra khỏi nhà mình là sao? Nè, nói cho mấy cô mấy cậu biết, gánh ba bèo này là gánh của tôi. Tôi là ba bèo, tôi mới là người có quyền quyết định để hay là rã. Cuối cùng là sao? Hạ hồi phân giải. Một câu chuyện đầy kịch tính đúng không nào, rất đẹp, hát rất hay nữa. Và bây giờ chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo ngày hôm nay. Xin mời Tiến Hành. Wow.
từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và cái nào nó cũng đậm hơn cái trước. Tuần này là tuần thứ 7, cũng với câu chuyện đoàn bà Ba Bèo, cũng với năm con người này không thêm một người, không bớt một người mà vẫn còn thú vị cho đến thời điểm này. Với tôi, một góc độ nào đó, các bạn đang là quán quân. Toàn bộ khán giả ở đây làm như đám ma bà Ba Bèo, dưới đây khoái sao, khán giả là bò hết luôn, chịu không nổi nữa, làm như khoái đưa tiễn biệt bà luôn á. Cuối cùng tôi nghĩ tôi cũng sẽ cho bạn điểm 10, là tại vì các bạn, cái kết mở cho tôi là chờ đợi đi, hồi sau sẽ rõ. Khi mà em xem chị Việt Hương với anh Trấn Thành mà làm ban giám khảo những tiết mục hài á, em xem qua TV á, thì em thấy chị Việt Hương lúc nào cũng đánh anh Trấn Thành, mà những lúc nào mà tiết mục nó hay, nó thú vị mà anh Trấn Thành phải than đau. Hôm nay em đã chịu được cái đau đó. Để hôm nay chị bấu em, chị đánh. Nhưng mà chịu được cái đau đó xứng đáng vì tiết mục này quá tuyệt vời. Nhất là khi mà chị múa cây côn mà hai cái pháo á, em thấy cái lửa nó xuyệt qua mặt chị luôn. Tim thì đập nhưng mà vẫn phải xem mà chị vẫn cố gắng. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Tiết mục rất là tuyệt vời. Có một điều quan trọng là với Thảo nè, để khi là anh Toàn thấy là em quay cái côn đó, cái sự nguy hiểm có hay không? Dạ thưa, nói thật luôn á, là em chưa có gì biểu diễn cái cây đó bao giờ. Chính hôm nay là phục vụ cho ban giám khảo và quý vị khán giả, đây là lần đầu tiên luôn. Chị nghĩ là phải mê rất là nhiều, trời ơi đi bộ cực. Em là ngang sức với ông bên kia đó, em với ổng là ngang á, chấp nhau hai bên đấu gần gừ, trời ơi khủng khiếp mà sức nữ. Vợ em hả? Wow. Bãi xấu rồi, tôi mới biết họ có vấn đề với nhau. Đừng có nói, tôi cặp bên này cũng có liên hệ với nhau nha. Bọn đó đang tìm hiểu nhau. Xuất sắc của hai đứa ôm nhau hung cái cho chị vui lòng coi. Chúng ta sẽ chờ đợi điểm số từ phía ban giám khảo ngày hôm nay. Xin mời giám khảo Việt Hương. Chắc chắn đó là điểm số của giám khảo Thế Thành. Còn bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Điểm số của 100 khán giả dành cho Ngũ Sắc 9,9 điểm. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị yêu thích cái lễ động quan của bà Ba Bèo, xin quý vị hãy soạn tin nhắn LHMH khoảng cách 05 gửi nó về cái tổng đài 8234. Xin ủng hộ cho đội Ngũ Sắc của tụi em. Ngũ Sắc.